Lên một con Lancer hiệu Pháp đây, rất là đẹp luôn nha. Ở đằng sau nè, made in Japan luôn nha mọi người ơi. Đó, con này đẹp kinh khủng luôn. Vỏ mạ vàng cho em, vỏ mạ vàng, cọc số La Mã nha. Hiệu Pháp thì đó giờ mọi người, khi mà mình mua mới là mình nó đều mắc hơn những cái hàng hiệu Nhật nha mọi người. Rồi cái phần Lancer, cái chữ của nó dập ở trên cái này nè, mặt số hai lòng, cọc số La Mã, vỏ mạ vàng, rất là đẹp luôn. Da là da đà điểu xịn sò cho em. Ở đằng sau nè, made in Japan, chuẩn dập Lancer hiệu luôn. Size em sẽ đo và ghi góc phải màn hình cho mình nha. Đó, con này sang đỉnh luôn. Nam tay nhỏ, nữ thích nữ to. Nói chung em thấy nữ là rất là vừa đó, còn nam là phải nam đeo cực nhỏ luôn nha, mới đeo được nha mọi người. Rồi con này em bán luôn với giá là 520.000 cho một em Lancer hiệu Pháp. Không ở đâu có giá này đâu mọi người, quá đẹp luôn.